là đài truyền thanh Tĩnh Gia. Đây là đài truyền thanh Tĩnh Gia. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Các đồng chí lãnh đạo huyện đi thăm tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn huyện. Huyện Tĩnh Gia tập trung khắc phục hậu quả sau cơn bão số 2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Mai Trọng Thể có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn Xuân Nguyên, xã Nguyên Bình. Bản tin an toàn giao thông. Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện ta từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 7 năm 2017. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2017, trong những ngày qua, các đồng chí lãnh đạo huyện đã đi thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng ở các địa phương trên địa bàn huyện ta. Ngày 15 tháng 7, đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện đã đi thăm và tặng quà các thương binh, bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng và nạn nhân chất độc da cam ở thị trấn và Nguyên Bình. Cùng đi có đại diện phòng lao động thương binh xã hội, mặt trận tổ quốc huyện và lãnh đạo chính quyền đơn vị sở tại. Đoàn đã tới thăm bệnh binh Nguyễn Xuân Năng, bệnh binh 1/3, Lê Văn Tụy, thương binh 1/4 và Nguyễn Bá Lưu, thương binh 1/4 ở thị trấn Tĩnh Gia. Thăm gia đình nạn nhân chất độc da cam Mai Hữu Lý, mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hừu, thương binh 1/4 Nguyễn Bá Toại và thương binh 1/4 Nguyễn Hữu Lý ở xã Nguyên Bình. Tại những nơi đến thăm, đồng chí Nguyễn Xuân Thủy và các đồng chí trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc hóa học, tiếp tục giữ gìn sức khỏe, động viên con cháu thi đua lao động sản xuất vì mục tiêu xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc và xây dựng quê hương Tĩnh Gia ngày càng giàu đẹp, văn minh. Ngày 15 tháng 7, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã đi thăm và tặng quà một số gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng tại xã Bình Minh và xã Hải Thành. Cùng đi có lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Hội Phụ nữ huyện. Tại xã Bình Minh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã đến thăm gia đình ông Nguyễn Trọng Cư, thương binh 4/4 ở thôn Quế Vinh, ông Nguyễn Trọng Cốc, nạn nhân chất độc hóa học ở thôn Đông Hải, bà Ngô Thị Tậy, 91 tuổi là mẹ liệt sĩ ở thôn Hải Bạng, bà Bùi Thị Thoảng là vợ liệt sĩ ở thôn Đông Tiến. Tại xã Hải Thanh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã đến thăm gia đình ông Hồ Quốc Hùng, thương binh 3/4 ở thôn Thanh Xuyên và gia đình ông Lê Ngọc Quý, thương binh 2/4 ở thôn Thanh Nam. Đến thăm các gia đình, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các gia đình, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về những hy sinh thầm lặng, đóng góp to lớn của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước. Đồng thời động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống, đóng góp công sức cùng cấp ủy chính quyền địa phương, xây dựng quê hương Tĩnh Gia anh hùng ngày một giàu đẹp, văn minh. Ngày 14 tháng 7, đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã đi thăm và tặng quà các gia đình chính sách tại xã Tùng Lâm. Cùng đi có đại diện Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, huyện đoàn Tĩnh Gia cùng lãnh đạo chính quyền xã sở tại. Đoàn đã đến thăm và tặng quà cho bà Nguyễn Thị Tiểu là vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Lược ở thôn Trường Sơn 3, thương binh hạng 2/4 Lê Ngọc Giào, thôn Trường Sơn 2 và bà Lê Thị Hiệ, vợ liệt sĩ Hoàng Văn Len ở thôn Trường Sơn 2, xã Tùng Lâm. Tại những nơi đến thăm, đồng chí Mai Sĩ Lân, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy và các đồng chí trong đoàn đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống của gia đình thương binh và vợ liệt sĩ. Đồng chí chúc thân nhân các gia đình liệt sĩ và thương binh mạnh khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống của gia đình, động viên con cháu, chấp hành đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, hăng hái thi đua lao động sản xuất kinh doanh,
cùng với chính quyền và nhân dân xã nhà thực hiện có hiệu quả mục tiêu hiện đại hóa, đô thị hóa quê hương. Có người lính mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo. Có người lính mùa xuân ấy ra đi từ đó không về. Dòng tên anh khắc vào đá núi, mấy ngàn hoa bóng cây tre. Yêu biên cương trắng trời sương núi, mẹ già mỏi mắt nhìn theo. Việt Nam ơi, Việt Nam, núi cao như tình mẹ, bốn mùa tóc bạc nỗi thương con. Việt Nam ơi, với mục đích hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do bão lũ gây ra,
Ngay sau khi có thông tin cơn bão số 2 đổ bộ vào tỉnh ta, huyện đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống mưa bão và nhanh chóng khắc phục hậu quả do mưa bão để lại. Thực hiện công điện của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc phòng tránh ứng phó với cơn bão số 2 năm 2017, ngày 15 và 16 tháng 7, Ủy ban Nhân dân huyện đã ban hành công điện khẩn số 10 và 11 về việc phòng tránh ứng phó với cơn bão số 2. Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão huyện ta đã tổ chức hội nghị khẩn vào hồi 13 giờ ngày 16 tháng 7 để chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn, đơn vị triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống cơn bão số 2. Các tổ công tác, các cán bộ phụ trách đã bám sát cơ sở, bám sát địa bàn được phân công chỉ đạo, các xã, thị trấn, các ngành thực hiện các biện pháp phòng tránh đối với bão, sắp xếp các tàu thuyền tại các bến neo đậu, tổ chức kiểm tra và bố trí lực lượng canh gác tại các điểm đê sung yếu, các cống, dưới đê, hồ đập có khả năng xảy ra sự cố. Chỉ đạo kiểm tra công tác sơ tán, di dời dân, kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú bão an toàn. Toàn huyện đã kêu gọi được 2.371 trên 2.371 tàu thuyền và 9.860 trên 9.860 ngư dân của địa phương về nơi trú ẩn an toàn. Có 2.066 tàu thuyền với 7.784 lao động neo đậu tại các âu neo đậu tàu thuyền của huyện, 305 tàu với 2.076 lao động neo đậu tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thái Bình, Nam Định, Quảng Nam, Hải Phòng. Vào hồi 1 giờ sáng ngày 17 tháng 7, cơn bão số 2 đã đổ bộ vào đất liền. Lượng mưa đo được ước tính ở các xã phía Nam huyện trên 110mm, ở các xã trung tâm và phía Bắc huyện dưới 90mm. Nhờ làm tốt công tác chủ động ứng phó với cơn bão số 2, nên khi cơn bão đi qua toàn địa bàn, Tĩnh Gia không bị thiệt hại về người và hạn chế được thiệt hại về tài sản. Toàn huyện có khoảng 300 mét đường giao thông bị sạt lở, 191 nhà bị tốc mái, 177 đường điện bị hư hỏng, 54 cột điện bị gãy, 820 mét tường rào bị đổ, 720 hecta cây màu bị thiệt hại và một số cây ăn quả, cây lâm nghiệp bị đổ gãy. Đặc biệt có 8 tàu cá loại nhỏ có công suất từ 8 đến 15 CV bị chìm tại bến Hải Hà, một tàu cá 52 CV bị đắm tại Quảng Trạch, Quảng Xương với tổng thiệt hại ước tính gần 20 tỷ đồng. Đồng chí Vũ Đình Phúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Hà cho biết. Trên cái công điện số 11 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tĩnh Gia, trưởng ban phòng chống bão lụt về tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo ứng phó với cơn bão số 2, xuất phát từ những cái nội dung tình hình trên, Ủy ban Nhân dân xác định đây là một cái nhiệm vụ hết sức quan trọng để tập trung coi như là chỉ đạo làm sao ứng phó cái cơn bão số 2, không để thiệt hại đến người, tài sản của nhân dân, mà chú trọng nhất là tàu thuyền cho ngư dân đi biển. Từ đó là Ủy ban Nhân dân xã đã triển khai đồng bộ, Ban Chỉ huy Phòng chống bão lụt của xã phối hợp cùng với lực lượng đồn biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn, rồi lực lượng công an tăng cường đưa toàn bộ cái số tàu thuyền của nhân dân xã Hà 285 chiếc vào nơi neo đậu an toàn và tuyên truyền trên mạng loa truyền thanh. Qua cơn bão vào đấy thì sáng ngày 17 là chúng tôi cho đi kiểm tra cái tình hình thiệt hại. Nói chung là thiệt hại thì không có cái gì lớn, toàn bộ tính mạng người thì cũng đảm bảo. Ngay sau khi cơn bão số 2 đi qua địa bàn, các đồng chí lãnh đạo huyện đã đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra ở các xã thị trấn, đồng thời chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn huy động lực lượng tổ chức dọn dẹp cây đổ, giải tỏa ách tắc giao thông, chỉ đạo thôn xóm và nhân dân tổ chức dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, chuồng trại, đường làng ngõ xóm, chặt cây đổ ngã, chăm sóc cây trồng, vật nuôi tại gia đình. Chỉ đạo công ty thủy nông Sông Chu chi nhánh Tĩnh Gia triển khai các biện pháp tiêu nước để giải quyết ngập úng trong các khu dân cư, các đồng nuôi trồng thủy sản và diện tích cây trồng bị ngập, giúp nhân dân khắc phục hậu quả do cơn bão gây ra và tiếp tục sản xuất. Ngày 10 tháng 7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Mai Trọng Thề có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thôn Xuân Nguyên, xã Nguyên Bình. Tới dự có đồng chí Đinh Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận huyện ủy, Lê Thị Tuyết, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và lãnh đạo xã Nguyên Bình. Ngôi nhà đại đoàn kết có diện tích 60m², mái lợp tôn nền láng xi măng, có tổng kinh phí trên 88 triệu đồng. Trong đó kinh phí do huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam hỗ trợ là 50 triệu đồng. Số còn lại là do anh em bạn bè làng xóm láng giềng giúp đỡ.
ngôi nhà được triển khai xây dựng từ tháng 5 năm 2017 đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Phát biểu tại buổi lễ bàn giao, đồng chí Lê Thị Tuyết, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện nhấn mạnh, trong chuyến thăm và làm việc tại huyện Tĩnh Gia, bằng tình cảm, trách nhiệm, mối quan hệ tình nghĩa đặc biệt của hai huyện kết nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã hỗ trợ huyện Tĩnh Gia 200 triệu đồng để xây dựng 4 ngôi nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi tiếp nhận số kinh phí trên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã phối hợp với các địa phương khảo sát và hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà cho 4 hộ gia đình đang ở trong căn nhà tạm bợ dột nát, mỗi hộ gia đình 50 triệu đồng, trong đó có gia đình ông Mai Trọng Thể. Từ nguồn kinh phí trên và sự ủng hộ của các tổ chức chính trị, đoàn thể, anh em bạn bè, đến nay ngôi nhà của gia đình ông Mai Trọng Thể đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, đảm bảo chất lượng, khang trang, thoáng mát. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đề nghị gia đình sau khi ở tại ngôi nhà mới, tích cực lao động sản xuất, sớm ổn định cuộc sống. Ngày 14 tháng 7, Hội cựu thanh niên xung phong huyện đã tổ chức tọa đàm kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống thanh niên xung phong Việt Nam, 15 tháng 7 năm 1950, 15 tháng 7 năm 2017, sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Tới dự có đồng chí Đinh Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận huyện ủy, Nguyễn Thị Thu Trang, huyện ủy viên, Bí thư huyện đoàn và đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện. Ông Lê Ngọc Vượng, Chủ tịch Hội cựu thanh niên xung phong huyện khai mạc và chủ trì hội nghị. Tại buổi lễ, các đại biểu và cựu thanh niên xung phong đã cùng nhau ôn lại truyền thống của lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam qua các thời kỳ đấu tranh chống quân xâm lược, thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, khôi phục và xây dựng đất nước sau chiến tranh. Mỗi địa danh lịch sử như Ngã Ba, Cầu Nòi, Đồng Lộc, Điện Biên Phủ, Hàm Rồng, Phà Ghép đều in dấu tích về sự hy sinh của thanh niên xung phong. Họ xứng đáng được Đảng, Nhà nước tôn vinh, phong tặng danh hiệu lực lượng vũ trang nhân dân. Phát huy truyền thống và nêu cao bản chất người chiến sĩ thanh niên xung phong, Hội cựu thanh niên xung phong huyện Tĩnh Gia tiếp tục cố gắng nỗ lực, đoàn kết thống nhất trong các hoạt động 6 tháng đầu năm 2017. Trong đó, công tác phát triển hội viên luôn được các cấp hội quan tâm. 6 tháng qua, đã kết nạp mới được gần 50 hội viên, cấp mới và đổi giấy chứng nhận cho 119 hội viên, bồi dưỡng kỹ năng cho 11 cán bộ hội cơ sở. Công tác nghĩa tình được huyện hội xác định là nội dung chủ yếu như thăm hỏi, động viên gia đình hội viên khó khăn, bệnh tật, tổ chức mai táng cho hội viên qua đời theo nghi thức phủ cờ truyền thống, tổ chức cho hội viên thăm lại chiến trường xưa. Trong 6 tháng đầu năm, Hội cựu thanh niên xung phong huyện đã trao 125 suất quà, lập hồ sơ đề nghị xây 2 ngôi nhà tình nghĩa cho hội viên ở xã Anh Sơn và Thanh Thủy. Công tác xây dựng quỹ hội được duy trì với tổng quỹ toàn huyện là 1 tỷ 800 triệu đồng. Bên cạnh đó, hội viên cựu thanh niên xung phong đã tích cực tham gia và bám sát tinh thần chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và đoàn thể tại địa phương, nhất là phong trào xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Dân vận huyện ủy Đinh Văn Minh đã ghi nhận những đóng góp to lớn của lực lượng cựu thanh niên xung phong trong lịch sử dân tộc và đánh giá cao những kết quả mà huyện hội đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017. Phát huy bản chất người chiến sĩ thanh niên xung phong, Hội cựu thanh niên xung phong huyện cần tiếp tục làm tốt công tác nghĩa tình, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các phong trào tại địa phương, góp phần đưa quê hương Tĩnh Gia trở thành đô thị có nền kinh tế xã hội phát triển bền vững, an ninh chính trị đảm bảo. Ngày 13 tháng 7, Hội luật gia huyện đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Tới dự có đồng chí Lê Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và đại diện các cơ quan ban ngành có chi hội trực thuộc. Ông Mai Văn Muôn, Chủ tịch Hội luật gia huyện khai mạc và chủ trì hội nghị. Trong 6 tháng đầu năm 2017, được sự chỉ đạo trực tiếp của Hội luật gia tỉnh và sự quan tâm tạo điều kiện của cấp ủy chính quyền, Hội luật gia huyện từng bước kiện toàn, mở rộng về mặt tổ chức, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động về mặt chuyên môn. Trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền và tư vấn về luật đến các tầng lớp nhân dân. 6 tháng qua, Hội luật gia đã tuyên truyền hơn 700 lượt trên hệ thống loa truyền thanh của các xã thị trấn về các nội dung như không tàng trữ, mua bán, sử dụng vận chuyển pháo, vũ khí, công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm trong dịp lễ Tết Nguyên đán.
luật giao thông đường bộ, luật cư trú, phương thức và các thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tư vấn luật cư trú cho 50 công ty doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn huyện, xây dựng hai chuyên đề về giáo dục về xuất nhập cảnh lao động ở các nước trên thế giới, đặc biệt là thị trường Trung Quốc, và chuyên đề giáo dục pháp luật về phường hụi để tuyên truyền cho 44 lượt người và một đơn vị. Bằng hình thức xét xử lưu động, Hội luật gia huyện đã phối hợp với chi hội tòa án tăng cường công tác giáo dục pháp luật, nhất là trong lứa tuổi thanh thiếu niên. Kết luận hội nghị, ông Mai Văn Muôn, Chủ tịch Hội luật gia huyện, nhấn mạnh, trên cơ sở những kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn hạn chế trong những tháng cuối năm 2017, Hội luật gia huyện tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền huyện, chỉ đạo các cơ quan đơn vị, các xã có đủ điều kiện thành lập chi hội luật gia, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là tuyên truyền nghị quyết 03 của huyện ủy về công tác giải phóng mặt bằng các dự án trong khu kinh tế Nghi Sơn, đẩy mạnh công tác phối hợp với chi hội luật gia công an huyện, viện kiểm sát, tòa án, tập trung các nội dung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt là xây dựng kế hoạch phối hợp với đài truyền thanh truyền hình huyện, mở chuyên mục Sân hỏi, luật gia trả lời. Trong các ngày từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 7 năm 2017, Hội Sinh vật cảnh huyện Tĩnh Gia đã tổ chức làm vệ sinh, cắt tỉa cây cảnh khu vực trong và ngoài khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ huyện. Hội Sinh vật cảnh với 30 hội viên đã tiến hành cắt tỉa các loại cây cảnh, cắt cỏ quanh khu vực mộ các anh hùng liệt sĩ, làm vệ sinh môi trường trong và ngoài khuôn viên của nghĩa trang. Các bụi cây cảnh được cắt tỉa gọn gàng, các phần mộ liệt sĩ được chăm sóc chu đáo. Đây là hoạt động ý nghĩa của Hội Sinh vật cảnh huyện Tĩnh Gia nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ đã dâng hiến cả tuổi thanh xuân, cống hiến xương máu vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trong dịp này, hội viên Hội Sinh vật cảnh các xã thị trấn trong toàn huyện cũng đã tiến hành dọn vệ sinh môi trường tại các tượng đài anh hùng liệt sĩ trên địa bàn huyện. Thưa quý vị và các bạn, trong các ngày từ 14 đến 17 tháng 7, đội cảnh sát giao thông công an huyện tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện 38 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, ra quyết định xử phạt 25 trường hợp, nộp thu ngân sách nhà nước hơn 12 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng 4 trường hợp với các lỗi vi phạm không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, đi không đúng phần đường làn đường, không bật tín hiệu khi chuyển hướng, phương tiện không có gương chiếu hậu. Những ngày qua, trên địa bàn huyện xảy ra một vụ va chạm giao thông trên tuyến đường liên thôn thuộc địa phận xã Chiêu Dương. Hậu quả bị thương một người, hư hỏng hai xe mô tô. Cùng với công tác tuần tra kiểm soát, đội cảnh sát giao thông công an huyện đã triển khai phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho đoàn đua xe về Trường Sơn năm 2017, huy động 100% quân số trực bão số 2, 24/24. Công văn của Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa về việc đẩy nhanh tiến độ khai trương xây dựng thôn văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới năm 2017. Kính gửi thành viên Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn. Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội đồng nhân dân huyện Tĩnh Gia giao năm 2017 về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Ngày 16 tháng 1 năm 2017, Ủy ban nhân dân huyện Tĩnh Gia đã ban hành quyết định số 79 QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa thông tin, thể dục thể thao năm 2017. Theo đó, kế hoạch Ủy ban nhân dân huyện giao đăng ký khai trương xây dựng mới năm 2017 là khai trương làng văn hóa 10 làng, khai trương xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới 6 xã, đăng ký xây dựng 10 cơ quan đơn vị. 6 tháng đầu năm 2017, tiến độ xây dựng làng văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa chậm so với cùng kỳ năm 2016 và đạt tỷ lệ thấp so với kế hoạch năm 2017. Đặc biệt là tỷ lệ khai trương xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và trường học đạt chuẩn văn hóa. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2017, toàn huyện mới đăng ký khai trương xây dựng được 7 trên 26 làng, xã, cơ quan, đơn vị văn hóa, đạt tỷ lệ 26,9% kế hoạch năm 2017.
trong đó có 2 trên 10 làng đạt 20%, 5 trên 10 cơ quan, đơn vị, gồm 1 trường học, 4 cơ quan đạt 50%, 0 trên 6 xã đạt 0%. Để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, Trưởng ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tăng cường công tác chỉ đạo các đơn vị được phân công để nhanh tiến độ khai trương xây dựng làng văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, nâng cao chất lượng hoạt động ở các làng văn hóa, gia đình văn hóa, hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 đề ra. Liên đoàn Lao động huyện Tĩnh Gia và Phòng Giáo dục Đào tạo huyện tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, trường học tổ chức các hoạt động nâng cao chất lượng xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa và lập kế hoạch đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa vào quý 1 năm 2018. Ủy ban nhân dân các xã Hải An, Cát Sơn, Nguyên Bình, Hải Hòa, Tùng Lâm và Nghi Sơn khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức khai trương xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới theo nhiệm vụ được giao tại quyết định số 79 QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa thông tin thể dục thể thao năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Tĩnh Gia. Ủy ban nhân dân các xã Trường Lâm, Thanh Sơn, Nguyên Bình, Hùng Sơn, Tân Trường, Phú Lâm, Hải Thượng và Hải Hà chỉ đạo các thôn chưa khai trương xây dựng thôn văn hóa căn cứ tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch tổ chức khai trương xây dựng làng văn hóa. Phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo huyện hướng dẫn quy trình xây dựng hồ sơ, cách thức tổ chức buổi lễ khai trương. Các xã Anh Sơn, Cát Sơn, Chiêu Dương tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng các thôn văn hóa trên địa bàn xã để hoàn thành chỉ tiêu số 16 về đích xây dựng nông thôn mới, đạt 70% số thôn được công nhận thôn văn hóa vào cuối năm 2017. Đây là nhiệm vụ quan trọng trong 6 tháng cuối năm 2017 để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ Sở Văn hóa Thể dục Thể thao, Hội đồng Nhân dân huyện giao năm 2017, yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo phong trào, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kế hoạch tổ chức khai trương xây dựng làng xã văn hóa về Ban chỉ đạo huyện qua Phòng Văn hóa Thông tin. Trưởng ban, Phó Chủ tịch Lê Thế Kỳ. Thưa quý vị và các bạn, dự án cảng container Long Sơn tại khu kinh tế Nghi Sơn được Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại quyết định số 2837 QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2016. Dự án được chia làm 4 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 được đầu tư xây dựng 2 bến, bến container Long Sơn số 2, số 3 và 10 hectare khu phát triển logistics với tổng diện tích thực hiện dự án giai đoạn 1 là 81,1 hectare. Số hộ bị ảnh hưởng của dự án là 132 hộ dân thuộc thôn Hà Nam và Hà Đông, xã Hải Hà. Để dự án được triển khai thực hiện đúng tiến độ, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân huyện Tĩnh Gia, Ban Giải phóng Mặt bằng và Hỗ trợ tái định cư của huyện cùng cấp ủy chính quyền, các tổ chức đoàn thể xã Hải Hà đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án, tổ chức nhiều hội nghị từ xã đến thôn để phổ biến, quán triệt và tuyên truyền cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án biết về chủ trương của nhà nước khi đầu tư dự án, thời gian thực hiện, công tác kiểm kê, bồi thường, giải phóng mặt bằng để nhân dân biết và phối hợp thực hiện. Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp của tỉnh đã phối hợp với Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ Tái định cư của huyện và Ủy ban Nhân dân xã Hải Hà tổ chức bàn giao mốc giới cụ thể ngoài thực địa, làm cơ sở pháp lý cho việc thực hiện nhiệm vụ kiểm kê, giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất bị ảnh hưởng. Đơn vị thi công là công ty trách nhiệm hữu hạn Long Sơn bố trí đầy đủ kinh phí để chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng khi có quyết định phê duyệt phương án bồi thường. Bên cạnh đó, Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ Tái định cư của huyện cũng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức kiểm kê, hiện trạng theo đúng chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Vì vậy, đại đa số nhân dân đều đồng thuận với chủ trương của nhà nước bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Đến nay, huyện đã bàn giao cho chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn Long Sơn được 68,5 hectare mặt nước biển và 7,5 hectare diện tích bãi cát ven biển để thực hiện thi công công trình bến cảng số 2, số 3. Đồng thời tổ chức kiểm kê hiện trạng được 88 trên 132 hộ. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân xã Hải Hà đang hoàn thiện hồ sơ xác định nguồn gốc sử dụng đất, làm cơ sở cho Hội đồng Bồi thường lập phương án, trình Ủy ban Nhân dân huyện phê duyệt để chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân huyện cũng đã phối hợp với xã Hải Hà thông báo cho nhân dân biết về kế hoạch, thời gian, địa điểm, mốc giới thi công xây dựng dự án và thông báo cho nhân dân
không hoạt động khai thác, đánh bắt hải sản trên phần diện tích mặt nước biển, đã bàn giao cho chủ đầu tư, đảm bảo an toàn cho nhà thầu thực hiện dự án. Tuy nhiên, hiện nay trong quá trình nhà thầu đang thi công, có khoảng hơn 10 hộ dân, chủ yếu ở thôn Hà Thành, không thuộc diện ảnh hưởng trực tiếp bởi dự án, không phải di chuyển chỗ ở, đã cố tình ra ngăn cản đơn vị thi công. Việc làm trên của các hộ dân là biểu hiện của hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đầu tư kinh doanh, quá trình thực hiện dự án, an ninh trật tự trên địa bàn, tạo dư luận không tốt trong quần chúng nhân dân. Dự án cảng container có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng cảng container, kết hợp bốc xếp hàng hóa tổng hợp và các dịch vụ logistics nhằm tiếp nhận hàng hóa được vận chuyển từ quốc tế đến Việt Nam, từ Việt Nam đi quốc tế, vận chuyển nội địa, cũng như vận chuyển hàng hóa, đồng thời tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia và tỉnh Thanh Hóa. Vì vậy, đề nghị các hộ dân chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, không có hành vi ra ngăn cản đơn vị thi công, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công thực hiện dự án của chủ đầu tư. Đối với các hộ dân còn các kiến nghị vướng mắc, tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân xã, Hội đồng bồi thường và hỗ trợ tái định cư dự án sẽ xem xét giải quyết đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi ích cho người dân, để nhà thầu thực hiện đúng tiến độ thi công của dự án. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, Agribank xin trân trọng thông báo. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2017 đến ngày 31 tháng 8 năm 2017, Agribank Tĩnh Gia Thanh Hóa triển khai chương trình khuyến mại, nhận tiền trúng táo, tặng áo mưa VKU tại Agribank Tĩnh Gia. Trong thời gian khuyến mại, khách hàng sẽ được nhận ngay một áo mưa khi thực hiện giao dịch nhận tiền tại quầy, có giá trị từ 500 USD hoặc 10 triệu đồng trở lên. Chương trình quà tặng trao ngay sẽ kết thúc khi hết số lượng áo mưa hoặc chương trình kết thúc. Ngoài ra, tất cả các giao dịch nhận tiền Western Union tại Agribank Tĩnh Gia, bao gồm tất cả các giao dịch tại quầy và giao dịch qua dịch vụ ABMT, sẽ được tham gia chương trình quay số trúng thưởng. Mỗi mã nhận tiền MTCN Western Union sẽ được coi như một mã số dự thưởng để tham gia quay số trúng thưởng. Với mỗi mã dự thưởng, khách hàng chỉ được tham gia quay số một đợt duy nhất trong chương trình khuyến mại. Cơ cấu giải thưởng của chương trình với 15 giải nhất là một chiếc điện thoại iPhone 7 32GB trị giá 18 triệu đồng, tổng giá trị giải thưởng 270 triệu Việt Nam đồng. Với thủ tục đơn giản, nhanh chóng, quý khách hoàn toàn có thể yên tâm khi đến nhận tiền của người thân từ nước ngoài gửi về qua dịch vụ kiều hối của Agribank chi nhánh Tĩnh Gia Thanh Hóa. Mọi thông tin chi tiết xin quý khách liên hệ tại các điểm giao dịch của Agribank Tĩnh Gia Thanh Hóa để được giải đáp và hướng dẫn chu đáo. Agribank mang phồn thịnh đến khách hàng. Hệ thống thế giới điện máy MediaMark Tĩnh Gia xin kính chào quý khách. Với mục tiêu đem lại cho người tiêu dùng những sản phẩm điện máy chất lượng, tháng 1 năm 2017, hệ thống thế giới điện máy MediaMark đã chính thức khai trương chi nhánh tại Tĩnh Gia, tạo ra một phong cách mua sắm hoàn toàn mới với người dân trên địa bàn huyện, thông qua cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tới người tiêu dùng. MediaMark Tĩnh Gia nằm trong hệ thống thế giới điện máy MediaMark toàn quốc, tọa lạc bên tuyến quốc lộ 1A, thôn Xuân Hòa, xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, cách bệnh viện đa khoa khu vực Tĩnh Gia 50 m. Media mang đến cho người tiêu dùng nơi đây cơ hội tiếp cận mô hình phân phối, bán lẻ điện máy hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế với không gian trưng bày và trải nghiệm mở, không gian mua sắm hiện đại giá cả hợp lý, tiêu chuẩn quốc tế với hơn 20.000 mặt hàng chính hãng đa dạng phong phú. Ngay sau khi khai trương, MediaMark đã đón hàng trăm lượt khách tham quan và mua sắm mỗi ngày. Khách hàng Lê Thị Thơm, thôn Xuân Hòa, xã Hải Hòa cho biết. Khách hàng như chúng tôi đến đây cảm thấy mua giá rất rẻ và nhiều mặt hàng coi như là tốt. Trước đây cứ phải đi thành phố với các thứ siêu thị nơi khác, nhưng mà bây giờ về đến đây đủ thứ mặt hàng. Nhân viên phục vụ tận tình và mua các mặt hàng sẽ được bảo hành uy tín, chất lượng hơn. Tôi đi nhiều nơi tôi thấy đến đây là hài lòng với các mặt hàng giá cả. Với phương châm luôn luôn giá rẻ, khuyến mại không ngừng, đội ngũ nhân viên phục vụ chuyên nghiệp, tận tình chu đáo, khi đến với MediaMark, khách hàng sẽ hoàn toàn yên tâm về nguồn gốc do tất cả các sản phẩm bày bán đều là các thương hiệu hàng đầu thế giới như Sony, Samsung, LG, Toshiba, Panasonic, Nokia, Apple. Nhân dịp này, MediaMark mang đến chuỗi chương trình Hè giá sốc, cơn lốc quà tặng
với hàng ngàn sản phẩm đại hạ giá lên đến 50%. TV LED 32 inch giá cực sốc chỉ 3.990.000 đồng. Một điều hòa một chiều 9.000 BTU inverter rẻ như điều hòa thường chỉ 6.490.000 đồng tặng thêm quà. Mua điều hòa nhận thêm 7 ưu đãi khủng trị giá đến 1.490.000 đồng. Tủ lạnh hai cửa 2301 Electrolux giảm 22% giá thanh toán thẻ Vietinbank chỉ 4.740.000 đồng. Máy giặt lồng ngang 7kg rẻ như lồng đứng giá chỉ 3.990.000 đồng. Quạt máy sinh tố nồi cơm điện giảm 49% giá chỉ từ 199.000 đồng. Mua máy làm mát không khí tặng cây lau nhà đa năng trị giá 490.000 đồng. Quạt điều hòa Kangaroo giảm 32% chỉ còn 3.990.000 đồng tặng thêm quà. Laptop IDPack 310 Core i3 RAM 4GB giá sau khuyến mại chỉ từ 7.990.000 đồng. Lenovo Papulut màn hình cực lớn 6.8 inch giảm 43% giá cực sốc 3.988.000 đồng tặng quạt lửng Senko cao cấp. Oppo F3 chuyên gia selfie kép giá cực sốc 7.490.000 đồng tặng tai nghe Bluetooth. Sở hữu siêu phẩm Samsung Galaxy S8, S8 Plus nhận ngay bộ quà đến 3 triệu. Phụ kiện công nghệ chính hãng đồng loạt giảm giá 50%, giá chỉ từ 39.000 đồng. Nhằm mang lại giá trị gia tăng tối đa cho người tiêu dùng, MediaMarkt thực hiện chính sách đổi trả hàng lên đến 45 ngày, tài trợ trả góp lãi suất 0%, miễn phí vận chuyển toàn miền Bắc. Anh Trịnh Ngọc Tuấn, giám đốc siêu thị điện máy MediaMarkt cho biết. Để đáp ứng tốt cái nhu cầu mua sắm về mặt hàng điện máy của người dân địa phương tại huyện Tĩnh Gia thì từ tháng 1 năm 2017 thì hệ thống siêu thị điện máy MediaMarkt có mở thêm một chi nhánh tại thôn Xuân Hòa, xã Hải Hòa với hơn 20.000 mặt hàng được bày bán tại siêu thị. Thì chi nhánh siêu thị điện máy MediaMarkt về cơ bản là đáp ứng được cái nhu cầu mua sắm cho người dân địa phương. Cùng với tất bên siêu thị điện máy thì cũng cam kết với tất cả các cái hãng lớn, các cái nhà cung cấp lớn để cung cấp các mặt hàng chính hãng như là Sony, Samsung. Về các cái gian hàng mùa hè thì có những cái gian hàng như là về Daikin, Pana. Đây là những cái mặt hàng mà về cơ bản là MediaMarkt cam kết về giá cả hợp lý với phương châm phục vụ khách hàng là luôn luôn giá rẻ, khuyến mại không ngừng, thì chúng tôi luôn luôn đưa ra các chương trình khuyến mại giá sốc với phương châm mang lại cái sự tiện lợi cho khách hàng khi mua sắm siêu thị điện máy MediaMarkt tại ngay địa phương. Thì bên MediaMarkt cũng cam kết với khách hàng về cái chế độ bảo hành chính hãng nhanh nhất có thể, vận chuyển miễn phí lắp đặt. Sự ra đời của MediaMarkt Tĩnh Gia không chỉ mang đến cơ hội việc làm cho nhiều lao động tại địa phương, mà còn góp phần quan trọng trong việc tạo nên diện mạo mới mẻ, năng động và hiện đại cho thị trường bán lẻ của huyện Tĩnh Gia. Chi tiết tại Thế giới Điện máy .com. Hệ thống Thế giới Điện máy MediaMarkt Tĩnh Gia rất hân hạnh phục vụ quý khách. Alo, chị Mai, em Linh đây. Linh à, cả nhà khỏe không em? Dạ khỏe, nhưng mà con bé nhà em ốm vặt, cụ Hiếu nhà chị thế nào? Thằng bé ăn khỏe ngủ khỏe, ngay ba bữa chính, ba bữa phụ đều tăm tắp ấy. Chị cho thằng bé ăn gì bữa phụ? Sữa chua, phô mai, rồi thêm bánh custard nữa. Cái bánh kem trứng của Hàn Quốc ấy, vừa có thêm vị kem sữa mới. Bọn trẻ đang tuổi lớn, phải nạp trứng và sữa nhiều vào, đủ chất mới không ốm vặt, mới cao to. Chị cho thằng cu mang theo hai cái custard đi học, đói bụng ăn là chuẩn luôn. Vâng, thế giờ cứ custard trứng, custard sữa thôi. Uống xe nhiều để cao thật cao, ăn nhiều custard nào. Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn nhiều custard thôi. Nay custard trứng thơm thơm ngon, nay custard sữa thơm thơm ngon. Bí quyết tâm bộ của mẹ là custard bổ xương. Hey! Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn custard trứng nào. Ăn custard sữa cao thật cao, custard custard thơm ngon. Orion custard. Vì tôi là chính tôi, chẳng cần là một ai khác. À, mẹ con cái Su đi thi hát về rồi đấy à? Su đặt giải gì vậy? Giải nhất chị ạ. Chà, Su giỏi quá. Thế mẹ Su đã thưởng con cái gì chưa?
Dạ rồi, mẹ thử Pushmark chanh leo ạ. Pushmark chanh leo? Vâng, bọn trẻ nhà em chỉ thích uống Pushmark chanh leo thôi. Vừa thanh mát giải nhiệt lại thơm ngon bổ dưỡng. Có phải là Pushmark chanh leo lộc theo về nhà quảng cáo hồi Tết không? Đúng rồi ạ, nhưng bây giờ là Pushmark chanh leo, trải nghiệm khác, hay mát lịm. Bọn trẻ giờ thông minh lắm chị ạ, biết rõ Pushmark chanh leo vừa ngon lại vừa tốt cho sức khỏe nên rất thích uống. Chứ uống đồ có ga trẻ dễ bị rối loạn tiêu hóa và nhịp sinh học, còn dễ sâu răng nữa nên là không chọn đâu. Đúng thế, thằng Bin nhà chị cũng suốt ngày Pushmark chanh leo. Chị đã hứa là nếu Bin đạt học sinh giỏi thì sẽ thưởng Pushmark chanh leo rồi, là lon màu hồng trắng phải không em? Vâng, có cả dạng chai nữa chị ạ. Có Pushmark chanh leo, hè này chị em mình nhẹ gánh lo sức khỏe cả nhà rồi. Pushmark chanh leo, trải nghiệm khác, ngày mai liền. Chương trình khuyến mãi bia Đại Việt giật nắp liên tay trúng ngày SH. Từ ngày 15 tháng 7 đến hết ngày 12 tháng 10 năm 2017, khách hàng thưởng thức bia vàng Đại Việt Long Silver có cơ hội trúng ngày những giải thưởng giá trị. 5 giải nhất xe SH1 năng động làm giàu, 50 giải nhì TV LG LED 43 inch hiện đại, 5 vạn giải ba mũ bảo hiểm cao cấp Đại Việt, cùng hàng triệu giải thưởng nghĩa tình cho cuộc vui men say Đại Việt. Chương trình áp dụng cho tất cả các khách hàng. Ý phách lớn, giải thưởng lớn cùng bia Đại Việt. Chương trình khuyến mãi bia Đại Việt giật nắp liên tay trúng ngày SH. Từ ngày 15 tháng 7 đến hết ngày 12 tháng 10 năm 2017, khách hàng thưởng thức bia vàng Đại Việt Long Silver có cơ hội trúng ngày những giải thưởng giá trị. 5 giải nhất xe SH1 năng động làm giàu, 50 giải nhì TV LG LED 43 inch hiện đại, 5 vạn giải ba mũ bảo hiểm cao cấp Đại Việt, cùng hàng triệu giải thưởng nghĩa tình cho cuộc vui men say Đại Việt. Chương trình áp dụng cho tất cả các khách hàng. Ý phách lớn, giải thưởng lớn cùng bia Đại Việt. Chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Văn Tuấn, phát thanh viên Huyền Diệu, Hà Phương, Tuyết Minh, kỹ thuật sản xuất chương trình Sĩ Thành, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Văn Tú, viết mẫu Trung Luyến. Chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia được truyền tải trên mạng internet tại địa chỉ truy cập tinhgia.vn và truyền hình tinhgia.com. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.